Thưa quý vị, từ rất lâu thể dục thể thao được xem là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Rèn luyện thể thao giúp chúng ta cải thiện thể lực, sức khỏe và vóc dáng, đồng thời chung tay xây dựng một đất nước hùng cường văn minh. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ nói về một bộ môn thể dục thể thao thu hút được rất nhiều người tham gia, đặc biệt là giới trẻ và nhanh chóng trở thành một trong những hoạt động vô cùng hot trong những năm trở lại đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng không xa lạ gì khi nhắc tới gym, hay trong tiếng Việt là tập thể hình. Tập gym hay tập thể hình thực chất là bộ môn tập luyện có khoa học, sự kết hợp của việc tập luyện kháng lực và tuân thủ theo một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm đạt các mục tiêu về hình thể như tăng cân, tăng cơ, giảm mỡ hay đơn giản là có một vóc dáng săn chắc, thon gọn để diện những bộ đồ mình yêu thích một cách vừa vặn. Khi mới du nhập vào Việt Nam, nhắc đến tập gym, mọi người nghĩ rằng gym chỉ dành cho nam giới và hay tập luyện ở công viên hoặc các phòng tập. Nhưng tới hiện tại, bằng sự phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng, gym cho thấy đây là bộ môn thích hợp cho tất cả mọi người, cả nam và nữ. Không chỉ dành cho thanh thiếu niên, người già và trẻ nhỏ cũng có thể tập luyện và có những bài tập dành riêng cho mình. Mình đã tập gym được hơn 10 năm rồi. Thì ngày xưa là mình là nhẹ cân nhất lớp và gần như là thể lực cũng yếu nhất lớp. Mình vật tay còn thua các bạn nữ. Thì sau mình một thời gian mình đến với gym ấy, thì mình đã cải thiện được hơn 10 kg, tăng hơn 10 kg và thể lực cũng cải thiện khá là đáng kể. Mình vật tay được thắng lại được hầu hết các bạn nam trong lớp. Mình đã tập gym được 2 năm và cái động lực mà mình đến với gym đó là mình thấy cơ thể mình không được khỏe và cũng không được săn chắc cho lắm. Chính vì vậy mình tìm đến gym. Đầu tiên là mình muốn cơ thể của mình nó khỏe mạnh và thứ hai là mình muốn cơ thể mình nó săn chắc và đẹp hơn. Để đạt được hiệu quả tập luyện, ngoài việc tuân thủ theo một chương trình tập luyện có tính toán trước, thì dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới tốc độ cũng như kết quả của quá trình luyện tập. Nắm bắt được xu hướng và hiểu được tầm quan trọng của việc bổ sung dinh dưỡng cho chế độ ăn uống và luyện tập thể thao, Gym Store ra đời và trở thành cầu nối mang đến những giải pháp về dinh dưỡng và tập luyện dành cho người chơi thể thao nói chung và người tập gym nói riêng. Trong đó có thể kể đến chuỗi cửa hàng Gym Store mang đến những sản phẩm chất lượng cao, chắt lọc những tinh hoa tiên tiến từ những nước có nền thể thao phát triển hàng đầu như Mỹ, Anh, Canada và một số nước châu Âu. Hiện nay, Gym Store đang là chuỗi cửa hàng phân phối thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao uy tín và lâu đời hàng đầu của Việt Nam. Gym Store được thành lập tháng 10 năm 2011 với 9 năm hình thành và phát triển. Gym Store trở thành hệ thống bán lẻ thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng thể thao được người tiêu dùng tin cậy và lựa chọn, đặc biệt là người tập luyện thể thao. Chúng tôi luôn tìm tòi và phát triển những sản phẩm mới mang công nghệ tiên tiến từ những nước phát triển. Với mục tiêu kinh doanh trong năm 2021, chúng tôi tiếp tục mở rộng chuỗi bán lẻ của mình, đồng thời phát triển những dòng sản phẩm organic hữu cơ không chỉ dành riêng cho những người tập luyện mà còn dành cho những người bình thường cũng có thể sử dụng được. Với slogan nâng tầm sức vóc con người Việt, chúng tôi sẽ là sự lựa chọn tin cậy của bạn. Gym Store là chuỗi cửa hàng thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao có bề dày kinh nghiệm và quy mô hàng đầu của Việt Nam, cung cấp các giải pháp toàn diện giúp đáp ứng các mong muốn và yêu cầu của khách hàng như tăng cân, tăng cơ, giảm mỡ hay đơn giản chỉ là có một vóc dáng săn chắc, thon gọn để tự tin diện những bộ đồ mình thích. Các dòng sản phẩm chính được Gym Store phân phối vô cùng đa dạng, có thể kể tới whey protein, sữa tăng cân, vitamin, sản phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe, đạm thực vật organic. Chúng ta được biết là cái vấn đề tập, đặc biệt tập gym hay là những người có xu hướng muốn giảm cân ấy, thì ta đều dùng một số các cái sản phẩm dầu protein có nguồn gốc từ thực vật. Và một trong sản phẩm đó là Gain Organic Protein. Và một cái liều dùng như vậy thì calo cung cấp là chỉ có 150 kilocalo thôi. Chính vì vậy cho nên là rất phù hợp với những người không những tập gym mà người canh cũng phù hợp với những người có nhu cầu muốn giảm cân, đặc biệt là chế độ ăn kiêng theo cái chế độ ăn keto diet thì người ta cũng rất là hay dùng. Thì trong cái thành phần protein đó thì lại có cả những cái thành phần protein là có cái chuỗi BCA, tức là gồm có ba cái axit amin là isoleucine, valine và leucine, là những cái protein mà có tác dụng đối với người tập gym ấy, thì là nó có tác dụng làm giảm hủy cái cơ và thứ hai lại tăng cơ bắp và thứ ba nữa là giảm đau cơ hoặc là giảm mệt mỏi sau khi luyện tập. Ngoài ra thì đối với những người có nhu cầu ăn kiêng nó có tác dụng giảm mỡ, giảm cholesterol máu nữa. Cái thành phần protein này chủ yếu chiết xuất từ cái thành phần chủ yếu là từ đậu Hà Lan, gạo lứt và hạt chia và hạt coca. Thế chính vì vậy cho nên nó hoàn toàn được cấp chứng nhận của Bộ Nông nghiệp Mỹ là hoàn toàn là một chất hữu cơ. Sau một thời gian mình tập luyện thì mình có tìm hiểu và sử dụng thêm một số loại thực phẩm bổ sung để giúp mình có cơ thể mình phát triển một cách tối ưu nhất. Đó chính là whey protein, BCA, các loại vitamin và khoáng chất.
Thì tất cả các sản phẩm đấy thì mình đang mua của Gym Store. Bởi vì Gym Store có nguồn sản phẩm rất là đa dạng và chính hãng. Thì sau một thời gian sử dụng thì mình rất là tin tưởng. Trong quá trình tập luyện và tìm hiểu cũng như hỏi mọi người thì mình có sử dụng một số sản phẩm bổ sung, ví dụ như là BCAA, pre-workout, protein bar với cả whey protein. Sau khi sử dụng những sản phẩm đó thì mình cảm thấy cơ thể mình thay đổi khá là nhiều. Để có được thân hình khỏe mạnh và vóc dáng cân đối thì gym là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Để có kết quả tốt nhất, hãy xây dựng một chế độ sinh hoạt ăn uống hợp lý kết hợp với việc bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng. Chính vì vậy, bạn nên tìm hiểu và cân nhắc mua các sản phẩm hỗ trợ tại những cửa hàng tin cậy, địa chỉ uy tín để khỏe và đẹp một cách an toàn nhất.